thèm ăn qua kinh giác mà không đủ tiền mua ăn thì mình làm bánh ăn đỡ vậy. Cắt cẳng này, lột da này, múc gạch béo qua, ôi cha, thật là ngưỡng mộ tay nghề của họ. Lột vỏ và có cả từng sớ thịt bên trong. Bật mí cho các bạn là thịt qua kim cờ giáp thật chứ không phải giả nhé. Mua một con qua kim cờ giáp về để lấy thịt làm bánh là biết độ chịu chơi thế nào rồi. Okay. Trong quá trình làm mai qua, họ lắp cả phổi cho nó thở nữa và làm cả gai nhọn để bảo vệ. Theo bạn, như thế đã giống bao nhiêu phần trăm rồi với tay nghề làm bánh siêu cấp VIP bờ rồ thì món gì mà không làm được. Phần cuối cùng là chân qua, cũng phải rất tỉ mỉ, lắp cả thịt bên trong. Họ tỉ mỉ làm cả gai nhọn của từng nghe, lắp cả dâu luôn nhé. Và cuối cùng là thành phẩm, bỏ vào nồi hấp thôi nào. À khoan, chưa dừng lại ở đó, họ còn làm thêm một em song sinh nữa. Xem ra làm gì cũng phải có cặp có đôi, đúng không các bạn? Lần này thì màu hơi lạ tí, chắc là còn sống. Nhưng trước sau gì cũng vào mồm thôi. Còn bạn thích ăn qua màu nào? Hãy comment cho mình biết nhé.